Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích lô đất là khoảng hơn 1.6 mẫu, có 300 thổ cư nha. View suối nước chảy quanh năm nha. Suối lớn nha. Suối này chạy về hồ Đá Đen nha mọi người. Đất của mình giáp suối được khoảng gần 55m nha. 55m mặt suối. Đây có đặt máy bơm này. Tại cái đất mình đang trồng bắp nha, có hệ thống tưới tự động. Có cây sung. Xung quanh đất của mình là được rào lưới B40 lại hết rồi nha. Đất của mình là giáp suối nha. Cái đó phần này người ta để riêng có nuôi gà hồi trước, nuôi gà này nọ, sợ nó chạy ra ngoài nè, cho nên người ta rào lưới ở tới đây thôi. Đất của mình là tới giáp mí suối luôn nha, giáp suối luôn. Có đổ ở đây, có đổ con đường bê tông đi khỏi bị dơ này. Cái xoài từ cái mí lưới bên này nè qua tới cái mí lưới bên kia là bề ngang là tầm khoảng 55m nha, khoảng gần 55m.
xung quanh là dân cư ở. Đất của mình là đi lại về xuống suối nè, lại xuống suối. Rồi là cái cọng đi vào đất của mình. Từ cái mí này đi thẳng xuống suối là dài vào tầm khoảng 270 m nha. Tổng diện tích đất của mình là khoảng hơn 1,6 mẫu, có 300 thổ cư nha. Lô đất của mình là quay mặt về hướng đông bắc nha. Từ lô đất của mình mà cách đường nhựa nông thôn ở ngoài kia là tầm khoảng 100 m nha. Đường này là đường đi chung nha, rộng tầm khoảng 3 m. Đường này trên bản đồ vệ tinh với trên app quy hoạch Bà Rịa Vũng Tàu đã có hiển thị rồi nha, nhưng hiện tại trên sổ thì không có hiển thị. Đường này đường đi chung không có tranh chấp gì hết. Ở khu vực xung quanh đây người ta trồng cây ăn trái rất là nhiều nha mọi người. Đây là đường nhựa nè, xung quanh là dân cư ở. Từ đất của mình mà cách đường nhựa này á là tầm khoảng 100 m nha. Đường này hiện tại rộng khoảng 3 m, xe hơi đi vô được nha mọi người. Nhưng mà mình muốn mở rộng ra con đường này rộng thêm á thì người ta cũng có bán nha. Thì người ta bán thêm 1,5 m. Sâu vô tầm khoảng 100 m.
làng. Đây là ủy ban xã Long Lớn. Cái hướng bên này đã đi về xã Ban ra quốc lộ 56 nha. Đó, bên này là có cây xăng Nắng Lớn nè, quán cà phê. Cái hướng bên này á là đi về chợ Nắng Lớn ra đường Mỹ Xuân Nghệ Giao mới nha. Nó là thích hợp với những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn.